Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Người đàn ông phải gồng mình giữ cả người lẫn xe trước gió bão kinh hoàng. Trong lúc cả miền Trung căng thẳng chống bão NORU, cả nước hướng về miền Trung mà như đứt từng khúc ruột trước những hình ảnh oằn mình chống bão của đồng bào, thì trên mạng truyền nhau clip hình ảnh người dân chống trọi giữa trời mưa bão. Theo dõi đoạn clip có thể thấy do trời mưa lớn, kèm theo gió giật mạnh khiến cho các phương tiện giao thông khó di chuyển. Trong đó, có một người đàn ông cũng phải dừng xe máy giữa đường, dùng hết sức mình trước những luồng gió lốc, thốc thẳng vào người. Phía sau người đàn ông còn có thêm một cô gái đi xe máy cùng chung tình cảnh tương tự. Nhìn nét mặt căng lên, gồng hết sức để không bị gió mạnh cuốn bay của họ khiến ai nấy đều xót xa. Được biết, chỉ ít giờ đăng tải, hình ảnh trên đã lập tức lọt top xu hướng trên TikTok với 3,3 triệu lượt xem, thả tim và bình luận. Hết mùa bão này đến mùa bão khác, Mong ơn trên che chở cho người dân miền Trung vượt qua cơn bão này. Mong người thân con an toàn sau cơn bão, nhìn mà thương. Nhìn ông khóc mà thương miền Trung quá, không hiểu sao tôi lại khóc khi xem video này. Cố lên miền Trung ơi, cầu mong tất cả người dân miền Trung an toàn qua cơn bão này. Chỉ có ai từng ở vùng lũ, trải qua mưa lũ và hậu quả thực sự của nó mới có thể thấu hiểu hết nỗi đau mà đồng bào miền Trung đang phải chịu đựng. Hy vọng đồng bào miền Trung kiên cường vượt qua cơn bão khủng khiếp này.